Trong một đất nước rộng lớn lại có bề dày lịch sử lâu đời như Trung Quốc, có tới hàng nghìn, hàng vạn ngôi làng. Vì vậy, để mọi người nhớ tới, nhắc tới tên, ngôi làng đó phải thực sự nổi bật, dù là về văn hóa, về lịch sử hay là cảnh quan. Vũ Nguyên là một trong số những ngôi làng như vậy. Khi nhắc đến ngôi làng này thì gần như là không ai không biết đến. Được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất của Trung Quốc, hay còn được ví là mùa xuân đẹp nhất của Trung Quốc. Hôm nay thì chúng ta sẽ tới khám phá ngôi làng này, tìm hiểu xem nó có danh bất hư truyền như vậy không nhé các bạn. Vũ Nguyên là một huyện thuộc thành phố Thượng Nghiêu, tỉnh Giang Tây, cách Nam Xương, thủ phủ của tỉnh này gần 300 km về phía đông bắc, đặc biệt nổi tiếng với mùa hoa cải dầu và kiến trúc kiểu Huệ Châu. Vào mùa xuân, trăm hoa đua nở, vạn mẫu ruộng bậc thang hoa cải dầu vàng óng tầng tầng lớp lớp, xen lẫn những khối nhà tường trắng ngói đen theo phong cách kiểu Huệ Châu, tạo thành một bức tranh phong cảnh thôn quê tuyệt đẹp, phô diễn sự hài hòa cảnh sắc giữa con người với thiên nhiên. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến ngôi làng Giang Linh, một trong vô số những ngôi làng tuyệt đẹp tại huyện Vũ Nguyên. Từ trung tâm thành phố Thượng Nghiêu, mình sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để đến Giang Linh, với quãng đường gần 50 km. Đó các bạn có thể thấy, phong cảnh mùa xuân tại đây rất là trữ tình, rất là nên thơ phải không các bạn? Hoa nở khắp nơi nơi, xen lẫn là những ngôi nhà kiểu kiến trúc Huệ Châu độc đáo. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ tới nhà nghỉ của mình, nó nằm ở giữa thôn. Tối nay thì mình sẽ ngủ lại ở Giang Linh, khám phá ngôi làng này tới trưa mai mới rời đi. Các nhà nghỉ ở đây thì đa phần đều là các homestay của người dân bản địa, vừa là nơi họ ở, vừa là nơi họ làm dịch vụ cư trú luôn. Giá phòng dịp này khoảng 600 đến 2 triệu Việt Nam đồng. Có thể nói làng Giang Linh là một ngôi làng được xây dựng giữa một thung lũng, bao quanh bốn bề là những thửa ruộng bậc thang, những ngôi nhà kiên cố chắc chắn men theo triền núi. Nè, đây là phòng của mình, trông đơn giản gọn nhẹ, tinh toàn, nhưng mà được cái là sạch sẽ, rất là tinh toàn. Nhưng mà vào mùa du lịch mà có một phòng như này là cũng chấp nhận được rồi. Đấy, được view là đẹp. Bên này là view từ trong phòng ra. View thì rất là tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Từ đây có thể bao quát tương đối là hoàn chỉnh khu thắng cảnh này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá. Đây là phòng khách của cái homestay của mình. Trông rất là Trung Quốc. Đó. Quá đẹp phải không các bạn? Loài hoa lê này nó đẹp thật ấy. Màu trắng muốt mà cánh hoa rất là to. Hoa rất là to. To mà hơn cả ngón tay của mình. Như là vườn địa đàng luôn. Mùa hoa lê nó trùng với lại mùa hoa cải dầu, nên là nó tạo nên một cái sự cộng hưởng trong màu sắc, trông rất là đẹp. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lên đài quan sát ở cái phía tay mình chỉ. Khắp nơi nơi đâu cũng thấy hoa lê. Khu thắng cảnh này có tất cả 4 đài quan sát, phân bố đều từ chân lên đến đỉnh núi. Homestay mình ở gần đài quan sát số 1 và số 2, cũng là 2 đài quan sát cao nhất. Nên đó thì có thể bao quát toàn cảnh của khu danh lam thắng cảnh này. Tuy nhiên giờ là cuối giờ chiều rồi, nên là khả năng mình cũng chỉ có thể lên tới đài quan sát số 2 mà thôi. Anh Yên, hả? Tôi muốn chỉnh quan sát, tao đưa 1 号 quan chỉnh thái, tầm mất dầu, dây chinh đợi. 好,謝謝。這往廊,往左是嗎?好,謝謝。 Ở đây trời lạnh nên là gần như nhà nào cũng có một cái lò sưởi như thế này. Đó. Bây giờ đi hết cái bậc cầu thang này là có lẽ là cũng gần đến
Cái đảo quan sát rồi. Đây, đảo quan sát nó ở góc kia. Vị trí mình chỉ đây. Các bạn để ý, cái màu hoa của hoa cải dầu đây nó rất là sặc sỡ, nó rất là vàng. Có rất là nhiều loài hoa cải dầu với màu sắc khác nhau nhé. Mặc dù là màu vàng nhưng mà có màu vàng đậm, màu vàng nhạt. Cái loại cây cải dầu đây cũng vì là để tạo cảnh quan nên là họ chọn được cái giống cũng như là họ xử lý kỹ thuật. Nên là màu hoa rất là sặc sỡ, vàng chóe, trông nó rất bắt mắt. Khi mà trồng với một quy mô lớn cả cánh đồng thì nó thực sự là rất là nổi bật. Tao quan chỉnh thái hái ra tôi chiều ta cơ. Hành chi. Bây giờ đang là 4 giờ chiều. Và dự là mình sẽ còn khoảng 1-2 tiếng nữa để mà quay. Vì thời tiết âm u như thế này thì cũng chỉ khoảng độ 5-6 giờ là trời bắt đầu tối. Nói chung thời tiết hôm nay như thế này là coi như là được ông trời ủng hộ. Chứ còn bình thường thì cái ngôi làng này vào cái dịp này, tức là tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì thời tiết rất là ảm đạm. Gần như là mưa suốt một thời gian dài. Có khi còn mưa cả tháng. Chỉ còn vài bước nữa thôi là mình đến cái đài quan sát rồi. Lên đó thì mình sẽ lấy chôn ra và bay lên một vài vòng. Các bạn xem. Trong cách khai thác du lịch của người Trung Quốc, họ luôn xây dựng hệ thống giao thông rất là tốt. Dù là thắng cảnh ở vùng núi cao hay vùng hẻo lánh, đường xá, lối đi luôn được đảm bảo chắc chắn, tiện lợi và dễ dàng cho khách tham quan. Với kiểu quang cảnh thế này thì càng lên cao thì phong cảnh nó càng đẹp, càng hùng vĩ choáng ngợp. Cũng may mà cái khách sạn mà tour của mình họ đặt thì cũng là ở lưng chừng đồi nên là quang cảnh là tương đối đẹp. Mới lại là từ cái vị trí của khách sạn mình lên đến cái đài quan sát nó cũng gần. Chứ còn nếu mà đặt ở dưới tận thung lũng thì khi mà trèo được lên đến cái đài quan sát thì chắc là cũng ê ẩm cả người rồi, còn không còn sức lực đâu để mà quay nữa rồi. Vậy là leo đến đường quốc lộ. Đây chính là con đường quốc lộ chính xuyên qua thôn. Nó đi từ chân núi lên đến đỉnh núi, lần lượt đi qua tất cả các đài quan sát. Giờ thì mình sẽ đi qua đài quan sát số 2. Đây chính là bản đồ của khu. Và vị trí của mình đang đứng đó là vị trí này. On How Quan Chỉnh Thái, cái đài quan sát số 2. Đây là đài quan sát số 1. Và đây là trung tâm điều hành của khu du lịch đó. Còn rất là rộng. Hai cửa, có hai cửa, cửa Bắc, cửa Nam. Những cái vị trí mà họ khoanh tròn màu xám này đều là những cánh đồng hoa cải dầu này. Đây, cái vị trí này là cái cánh đồng hoa cải dầu này lớn nhất. Và vị trí của cái nhà nghỉ của mình nằm ở phần trung tâm này, ở vị trí này. Lúc nãy là mình đi theo cái đường mòn, đi dần lên đến đây. Đó các bạn, thì chính là đài quan sát số 2. Và hiện giờ là cuối giờ chiều rồi, lại thêm mưa phùn lất phất nên là cũng ít du khách, lác đác chỉ đến vài người.
Người ta nói rằng đầu xuân đến Giang Linh, bất luận là thời tiết như thế nào thì đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất sắc của nó. Không như những ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, cây cối xanh mướt, những thửa ruộng bậc thang vàng óng. Vào những ngày mưa phùn lất phất như hôm nay thì thôn trang và cánh đồng hoa cải dầu bị bao phủ bởi những làn sương mù lúc ẩn lúc hiện, cảnh sắc hư hư thực thực lại toát lên một vẻ đẹp độc đáo riêng của nó, trông có gì đó huyền bí và quyến rũ, kích thích sự tò mò khám phá. Bây giờ thì mình trở về khách sạn thôi, tại vì trời tối rồi. Ni hao. Xin hỏi nín trai ta sư chua sầm mật à? Chủ trai ma? Ồ, chua nè cái chư nè cái hoa quan à. Ồ, ồ, ồ. Chưa chung yếu trai hoa có thể chư ma? Có thể chủ trai chư sư mà? Lúc đi lên thì vất vả, lúc đi xuống thì nhẹ nhàng. À, tí là đã đến cái khu nhà nghỉ này rồi. Coi như là lạc vào giữa cánh rừng hoa cải dầu. Cái loại này là cải gì mà nó to này? Đây. Mình ở đây bao năm mà chưa ăn cái loại cải này bao giờ. Thực ra thì có hai loại cải dầu với hai màu khác nhau là màu trắng này. Màu trắng và màu vàng. Vì cái màu trắng nó hơi đuối, màu vàng thì sặc sỡ, nên là để tạo cảnh quan thì họ trồng chủ yếu là trồng loại cải vàng. Bây giờ thì mình sẽ đi về khách sạn và tắm rửa, xong sau đó thì cùng đoàn đi ăn. Mà trong khu này rộng lớn thế này toàn thấy nhà nghỉ chứ không thấy quán ăn, không thấy cái phố ẩm thực ở đâu cả. Thực ra phong cách kiến trúc ở đây thì nhà đều giống như nhau, họ thống nhất hoàn toàn về cái hình dạng cũng như là cái cách thức trang trí, cách thức thiết kế, nên là nếu mà không để ý còn không biết là cái nhà nghỉ của mình là nhà nghỉ nào đấy. Bây giờ lên trên thế nào được, nhìn trời thì tối tối nhưng mà quay lên thì lại thấy sáng. Khách sạn của mình kia rồi. Rau dơn này, rau dơn giống như Việt Nam mình. Chắc gì có sai hoa mà măng bản địa này trông ngon không, họ phải ngâm nước trước. Chứ thì suối ở su sai tâu chừng bên bản địa rồi, chứ thì chung rồi. Tôi là chưa lì được cái thi điển
他没有就是收割以后呢，这个地点留下来他会种大米。不种了，种不了啊。他这没水，山上没有啊。我看到很多水系啊。那这个菜是不是也是自己种的？这个野生的冰棍，野生的叫什么？山蕨。就在广州不怎么好买，很少见。那个黄山没有这里漂亮。对，其实青菜萝卜各有所爱吧。刚才鹏哥又说了，又改计划了，又晚点呢走啊。有人有意见呢，说十点太早了。好舒服啊，上面。你拍的就是一号是吗？对，好看。Buổi tối ở Giang Linh thì rất là yên ắng và tĩnh mịch, có đôi chút gì đó buồn tẻ, nên sau khi ăn xong thì mình về khách sạn nghỉ ngơi luôn. Bây giờ mình sẽ xuất phát đi lên đài quan sát. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ sáng. Và mình sẽ dậy sớm một chút bởi vì hôm nay là thời tiết tối đẹp. Mình sẽ lên đài quan sát để quay cảnh bình minh. Đây các bạn, cho các bạn xem. Đấy, các bạn xem. Bầu trời quá đẹp phải không? Thời tiết quang đãng trong lành. Thời điểm này mặt trời bắt đầu ló rạng đằng đông. Đẹp chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xuất phát. Phải đi nhanh vì mình dậy hơi muộn. Ê, bây giờ thì đã bảo thôi, cũng xuống. Lúc đầu bảo dự định đi đài quan sát, nhưng mà nghĩ cho cùng lại quyết định, nhưng mà nghĩ cho cùng thì cảnh sát chắc là cũng trên tương đương với lại trên cái nóc nhà của homestay của mình, là lại quyết định quay trở lại lên nóc nhà quay. Wow, đẹp quá. Khi mặt trời vừa ló dạng vào những ngày nắng đẹp trời như thế này, những tia nắng ấm áp mạnh mẽ lúc bình minh rọi xuống thôn trang khiến cho cảnh sắc lúc ban mai trở nên thực sự ma mị, huyền ảo, đẹp đến say lòng người. Ở Vũ Nguyên thì mỗi ngôi làng là một bức tranh mục đồng lộng lẫy. Mỗi bước đi, mỗi nơi bạn đặt chân đến đều là một cảnh sắc khác lạ. Với rất nhiều người Trung Quốc thì thắng cảnh đẹp nhất ở Giang Tây không phải là núi Võ Công, không phải là núi Tam Thanh Sơn mà chính là Vũ Nguyên. Cảnh sắc buổi sáng trên thôn bản quá xuất sắc rồi các bạn. Cảm giác cảnh sắc nơi đây có nét gì đó giống với cao nguyên Đà Lạt bên Việt Nam mình. Không khí trong lành, khí hậu mát mẻ quanh năm, đâu đâu cũng bạt ngàn hoa tươi. Tuy nhiên thì trong cách quản lý quy hoạch, chúng ta phải học hỏi họ rất nhiều. Họ quy hoạch rất quy củ, chặt chẽ trong kiến trúc thiết kế. Khi xây dựng một cách đồng bộ, quy mô lớn thì ngôi làng trở nên rất đặc biệt, độc đáo, mang bản sắc riêng, trông rất có hồn.
Thực ra lúc đầu dự định là chỉ lên đây quay một chút thôi, xong rồi lên là quan sát. Nhưng mà lên đây rồi cảnh đẹp quá, mải quay. Nên bây giờ bắt đầu mới xuống. Cảnh ban mai, cảnh sáng sớm, quá đẹp. Những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Huệ Châu thực sự rất hài hòa với cảnh sắc nơi đây. Màu sắc trắng đen của nó rất trang nhã, đơn giản, bù trừ cho sự lộng lẫy sặc sỡ của sắc vàng hoa cải dầu và màu xanh của mây trời. Buổi sáng hôm nay thì thời tiết là quá tuyệt vời luôn các bạn. Thời tiết bầu trời trong xanh. Sau một tuần mưa dài đằng đẵng suốt cả một tuần thì đến hôm nay thì bầu trời đã trở nên quang đãng và trong trẻo. Các bạn nhìn xem, hoa đỗ quyên đã bắt đầu nở rộ. Đấy, hoa đỗ quyên đẹp chưa? Đến mùa hoa đỗ quyên thì nơi đây cũng là rất là tuyệt vời. Hoa cỏ bạt ngàn. Bây giờ thì mình sẽ lên đài quan sát số 1 để quay một vài cảnh trôn trên đấy, xong là đi xuống dưới chân núi, vì xe của mình sẽ đợi mình ở dưới chân núi, và coi như là mình vừa kết hợp xuống núi vừa là đi tham quan khám phá cái ngôi làng nó nhỏ này luôn. Rất là nhanh nha bạn, mình vừa đi từ cái chỗ để xe đến đây hết gần 10 phút là đã nhìn thấy cái đài quan sát kia rồi. Giờ mình sẽ ra đài quan sát đó.